Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống. Chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Sức khỏe ca sĩ Phạm Chí Thành chuyển biến xấu, bị bác sĩ trả về. Thông tin mới nhất về sức khỏe của ca sĩ Phạm Chí Thành khiến khán giả không khỏi lo lắng. Mới đây thông qua trang cá nhân, Salix diễn viên Trịnh Tú Trung khiến không ít khán giả lo lắng khi thông báo về tình hình sức khỏe mới nhất của ca sĩ Phạm Chí Thành. Anh viết ngồi khóc giữa bao người, cầu trời thương em nó. Đính kèm là phần hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn giữa anh và học trò của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Theo đó, Phạm Chí Thành đã nhắn tin cho đàn anh Trịnh Tú Trung để thông báo tình hình sức khỏe của mình đang chuyển biến xấu dần. Bác sĩ thông báo trả về vì không thể cứu chữa được nữa. Bác sĩ nói em bị trả về, nói là tình trạng có thể không cứu được nữa. Có gì anh đừng buồn nha, sẽ nhớ anh với mọi người nhiều lắm. Phạm Chí Thành viết trong phần tin nhắn cho Trịnh Tú Trung. Khi được đàn anh hỏi liệu còn bao nhiêu thời gian nữa, nam ca sĩ trẻ cho hay anh cũng không biết vì mới được phía các bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Phạm Chí Thành chia sẻ thêm, anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin dữ này và mong đàn anh hãy thực hiện giùm mình những dự định còn gian dở. Anh cũng từ chối lời đề nghị tìm nơi khác để tiếp tục chạy chữa bệnh từ Trịnh Tú Trung. Ở phần cuối tin nhắn Phạm Chí Thành tâm sự với đàn anh, bác sĩ nói vậy rồi, tại em gịch lại không được, ăn uống nhiều nhưng không mập lên, thèm ăn ngon với anh, em nằm cứ nghĩ đến thời còn đi với anh. Phạm Chí Thành phát bệnh cách đây gần một năm, anh có dấu hiệu ho, sốt, sụt hơn 20kg và luôn cảm giác mệt mỏi trong người vì thiếu thốn kinh tế nên anh không nhập viện mà tự mua thuốc uống tại nhà. Khi bệnh tình trở nặng, cựu thí sinh The X Factor liên hệ nhờ người nhà đưa đi khám bệnh thì được chẩn đoán mắc viêm gan B, phổi thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng. Trong những ngày đầu tháng 11, khi tình hình sức khỏe của Phạm Chí Thành được báo chí đăng tải, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã quyên góp và kêu gọi khán giả giúp đỡ anh vượt qua tình cảnh khó khăn. Trong đó một mạnh thường quân cũng có chia sẻ sẽ đứng ra lo mọi chi phí chữa trị cho nam ca sĩ. Phạm Chí Thành sinh năm 1996, từng tham gia X Factor nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên thuộc đội Hồ Quỳnh Hương. Nam ca sĩ gây ấn tượng với chất giọng nam cao, quảng rộng khi biểu diễn các ca khúc như Bang Bang Bơm Bơm, Anh I Know, Cây Vĩ Cầm. Sau X Factor, anh tiếp tục dự thi và lên ngôi quán quân ở một chương trình truyền hình thực tế khác về âm nhạc. 6 năm qua, Phạm Chí Thành vẫn theo đuổi đam mê ca hát anh chắc chiêu tiền cách xê để cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, song chưa may mắn để tạo được nhiều dấu ấn.